Chào các bạn, tôi là Mr. Popcorn, chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Các bạn ơi, tôi đã có cái antenna cuối cùng các bạn ạ. Chúng ta cùng hoàn thành hết quarter nào các bạn. Vào rồi. Rồi, xong các bạn ơi. Rồi, chúng ta phải nói chuyện với Connor các bạn ạ. Rồi, ui dồi ôi, hồi hộp quá các bạn ơi. Ôi dồi, chúng ta cùng nhận phần thưởng trong quyển sách nào các bạn. Ôi giời đất ơi. Rồi. Cái nhiệm vụ bị lỗi các bạn ạ, rất là khó chịu luôn ấy. Tôi không thích tí nào các bạn ạ. Ôi giời ơi. Cursor các bạn ạ. Đần độn cursor. Rồi chúng ta cùng giết mấy con zombie này nhanh nào các bạn. Có vẻ dễ dàng các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Này thì đi này. Đi từ từ nữa chứ. Quá hài. Ôi dồi ôi. Chúng ta không dùng súng các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Phí mất một cái băng cứu thương rồi các bạn ạ. Bó tay luôn. Bọn zombie có rơi cái gì không? Dây thừng các bạn ạ. Tôi không cần dây thừng. Toxic Peter đần độn, Fast Fighter đần độn. Chết nhanh đi nào. Sao chúng ta không nén nút ra đằng sau zombie được nhở các bạn nhở? Thật là chán mà các bạn ạ. Ôi giời ơi, hình như tôi giết hết tất cả con zombie rồi các bạn ơi. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành các bạn ạ. À đây rồi. Rồi. Ngon, tuyệt vời các bạn ạ. Trời ơi, một đống hươu các một đống hươu các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta phải đi đến nông trại các bạn ơi. Úi dồi ôi, quá thú vị luôn. Chúng ta cùng đi đến nông trại nào các bạn. Chúng ta đã tới nơi các bạn ơi. Rồi. Vẫn là bọn zombie này các bạn ạ. Không có gì mới cả. Như lông trại bình thường thôi các bạn ạ. Rồi Jotun Yoko chết đi nào.
vào căn nhà này các bạn ạ. Đây, vào bên trong chiếc hòm này các bạn ơi. Ồ, chúng ta được vật phẩm mới các bạn ơi. Iron White các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi giờ chúng ta phải trở về. Chúng ta phải trở về Settlement các bạn ạ. Chúng ta đã đến nơi các bạn ơi. Cùng nói chuyện với Connor nào các bạn. Dây trổ đang quét dọn các bạn ạ. Cô ấy đã ổn sau khi bị thương bởi zombie các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ chúng ta lại phải xây dựng một bức tường các bạn ạ. Vậy là câu chuyện lại kết thúc ở đây rồi các bạn ạ. Ôi giời ơi, quá là ngắn luôn các bạn ạ. Nói chung mà chúng ta cũng đánh zombie này xong rồi ra lông trại mở khóa cái hòm sẽ cho iron wire dây sắt các bạn ạ. Mở khóa cái hòm xong rồi cho ra dây sắt các bạn ạ. Vậy là chúng ta lại có vật phẩm mới trong Last Day on Earth rồi các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà mỗi tội cốt truyện ngắn quá các bạn ạ. Nó cứ dừng một tí lại dừng. À, nó cứ được một tí lại phải dừng lại như thế này thì khá là buồn các bạn ạ. Tôi cũng không thích lắm các bạn ạ. Nhưng nói chung là chúng ta phải xây dựng bức tường thì mới tiếp tục câu chuyện được các bạn ạ. Thật chán mà các bạn ạ. Vậy thôi, kết thúc ở đây thôi các bạn ạ. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.